Chào tất cả mọi người nha, chào tất cả các anh chị. Thì hôm nay em sẽ cho các anh chị xem một cái mầm xoáy của Lan Kiếm. Và tại sao Lan Kiếm nó có mầm xoáy, và cái mầm xoáy đó có lợi có hại như thế nào. Thì các anh chị nhìn nhận cái cây có mầm xoáy nè. Cái mầm xoáy là cái mầm mà nó sẽ đều hết tất cả cái này ra, và ở trên đây nó rất là cục, và cái kiểu mầm của nó rất là kỳ. Nó rất là gọi là một hiện tượng là không giống những tép kiếm tiên vũ khác, thì nó gọi là mầm xoáy. Và cái hại của nó là nhìn rất là xấu đó, các anh chị thấy. Ví dụ như mình đang có một cái cây kiếm mà nó đang lên như thế này đó, thì nhìn cũng khá là đẹp. Nhưng mà tự nhiên nó có một cái mầm lỡ ra đây. Nó có một cái mầm lỡ. Cái mầm lỡ của nó tự nhiên nó ù ra và nó xoáy lên. Đó, thì các anh chị thấy làm xấu đi cái cây đó. Đúng không các anh chị? Và khi mình thấy cái cây nó xấu rồi thì mình lại không thích. Và nó như thế nào đây? Thì khi mà mình có một cái mầm xoáy á, thì các anh chị có yêu thích thì không yêu thích á thì em cũng không biết, nhưng đối với em á thì em thấy được cái mầm xoáy thì em rất thích. Bởi vì cái mầm xoáy này sẽ là tương lai của một cái chậu lan rất là đẹp. Rất là đẹp nha các anh chị. Và chậu lan này là không thể nào mà ai có thể ghép được. Khó ghép lắm. Và cái mầm này mà mình mà tách chiếc đàng hoàng thì nó sẽ rất là đẹp. Đây, các anh chị có thể nhìn thấy cái mầm xoáy nè, nó đang ra là một mầm đấy, mầm này. Rồi bên đây nó cũng sẽ ra một cái mầm. Đây, ở đây là có một mầm nè. Đó, trong đây là một mầm nè. Đó, đây là một mầm nè. Đó, và bên đây á, các anh chị nhìn kỹ nè, có một cái mầm ở đây nữa nè. Đó, một cái mầm nữa nè. Là hiện tại là bốn mầm. Thì cây này là tầm cỡ 2 tháng rồi. Em tách ra rồi em để đó là tầm cỡ 2 tháng rồi đó. Đó, nó mới nảy. Và cái mầm xoáy này nó lên cây á, thì cực kỳ lâu. Nhưng mà khi mà nó đã nảy được mầm rồi á, là nó đẻ rất là sai, được gọi là máy đẻ đó. Thì đối với cái mầm xoáy này á, theo em chơi và nhìn nhận, thì khi mà cây kiếm tiên vũ hoặc là một cái kiếm khác nó ra hoa, nhưng trong vấn đề nó tức và nó đang muốn hiện tượng ra cây con nhưng kèm hoa, thì nó buộc phải kiến tạo ra cái cây đó gọi là mầm xoáy. Nó sẽ lên cái cây như thế này, nhìn rất là xấu đó. Nhìn rất là xấu nha các anh chị. Và khi mà nó ra như thế này rồi á, thì thật sự á, mình có được một cây mầm xoáy á, thì đừng nên tách bỏ đi, và hãy tách trao chuốt lại và vô một cái chậu, rồi các anh chị trồng và sẽ thấy kết quả của nó như thế nào. Nó sẽ cho anh chị một cái cây rất là đẹp. Những cái cây đó anh chị tách ra nó sẽ rất là tròn trậu. Đây, đây là cái một cái mầm xoáy nè. Đây là cái mầm xoáy nguyên thủy nè. Các anh chị thấy không? Một cái mầm xoáy nguyên thủy. Rồi, khi mà mình có cái mầm xoáy này rồi, nó giống như cái mầm xoáy này nè, nhưng mầm xoáy đó nó còn yếu hơn cái mầm xoáy này nữa. Và cái mầm xoáy này nè, các anh chị thấy không? Nó đẻ được mấy tép? Nó đẻ được 4 tép già, 4 tép tơ nè. 1 2 3 4. Nó đẻ được 4 tép tơ. Và cây này là trồng gần 1 năm rồi đó. Em nhớ là tầm cỡ tháng 3, tháng 4 năm ngoái đó. Đó, là cũng 8 tháng rồi. Từ một cái mầm xoáy em tách ra, rồi em thấy có một cái mầm, và giờ nó đẻ ra được là tổng cộng là 4 tép tơ một cái mầm xoáy. Và trong mỗi tép tơ hiện tại là đang kèm theo một mầm và đi cặp sừng trâu hết. Đây, các anh chị thấy không? Và các anh chị nhìn nó tròn trậu nè, rất là đẹp.
và em tách thôi. Khi mà em có cái mầm này rồi á, em chơi, em rút kinh nghiệm, rồi bây giờ em xẻ nè, các anh chị thấy em xẻ nè, em sẽ đôi ra nè, em sẽ kéo ra nè, em sẽ đôi ra nè, đó, và em kéo lại, nó sẽ có một cái chậu rất là tròn, đều tròn, và em chưa độn giá thể luôn đâu, để cho các anh chị xem hết, rồi em mới độn giá thể thêm. Nè, các anh chị nhìn thấy không? À, nguyên một chậu nhổ lên rồi em sang chậu em tách. Đó, rồi bây giờ em đem giá thể lên thêm thì cái chậu này nó sẽ rất là đẹp. Hồi đợt trước nó hơi bị lúng á, chứ phải đôn cái thằng này lên cao hơn miền thành cỡ khoảng 2 cm luôn á, mình đắp giá thể vô thì chậu này rất là đẹp nha. Mà bây giờ là cây đang ra ổn định rồi, em đem dây kẽm lại hết rồi thì khó lắm. Thì mình cứ vô hết đi, khi mà cây nó ấm chậu lại rồi thì bắt đầu mình lại nhổ lên, mình lại tiếp tục đôn lên thêm. Đó, vậy là giải quyết lại cái vấn đề của mầm xoáy là một cái máy đẻ. Nó đẻ rất là xiên và sai cái tròn cái chậu đó nhìn rất là đẹp. Thì bây giờ mình có cái mầm xoáy này rồi á, thì mình hãy là vui đi, không nên buồn, và hãy tôn trọng cái mầm xoáy này, tách nó ra. Và khi mà nó đẻ tròn rồi nè, đó, cái thằng này chừng cỡ 6 tháng thôi, nó bự bự hết rồi mình lại xẻo nó ra, mình chỉ nó ra, rồi mình lại đưa nó tròn cái chậu này, thì sẽ được một cái chậu rất là tròn và nhìn rất là đẹp nha các anh chị. Đó, các anh chị thấy không? Vậy là khi có một cái mầm xoáy á, thì các anh chị hãy nên vui và hãy trồng cái mầm xoáy đó thiệt là đẹp nha các anh chị. Chúc các anh chị thành công. Đây là một cách chia sẻ và em đã làm và cũng thấy hiệu quả và thành công. Thì các anh chị xem mà rút ra được những cái kinh nghiệm nào cho mình thì hãy để lại bình luận. Và một số anh chị nào góp ý thì hãy để lại bình luận. Và các anh chị yêu thích thì có thể đăng ký kênh, theo dõi kênh và nhấn vào nút chuông thông báo và like video để xem những video tiếp theo nha.